Tàu chở 4.000 siêu xe Porsche và Audi bốc cháy trôi dạt giữa đại dương. Một tàu chở hàng mang 4.000 siêu xe của tập đoàn Volkswagen đã gặp hỏa hoạn và đang trôi dạt giữa đại dương mà không có thủy thủ đoàn. Hải quân Bồ Đào Nha thông tin thêm đã phát hiện một tàu vận tải ô tô đang chở hàng nghìn chiếc xe hơi đến Mỹ đã bốc cháy và trôi dạt vào giữa Đại Tây Dương hôm 16 tháng 2 vừa qua. Trong khi 22 thuyền viên trên tàu đã được sơ tán, số phận của các phương tiện trên tàu là không chắc chắn. Con tàu có tên Felicity Ice dài 200 m đang vận chuyển gần 4.000 phương tiện do tập đoàn Volkswagen chế tạo, theo một tuyên bố xác nhận của nhà sản xuất ô tô. Một thư điện tử nội bộ của tập đoàn Volkswagen tiết lộ trên tàu có 3.965 chiếc siêu xe khi sự cố xảy ra. Volkswagen có trụ sở ở nước Đức và sở hữu các thương hiệu như Volkswagen, Porsche, Audi và Lamborghini. Khi đang trên đường đến cảng Davidsville, nước Đức, thì nó phát tín hiệu cấp cứu liên quan đến một vụ hỏa hoạn được báo cáo ở một trong những bon chở hàng. Các thành viên thủy thủ đoàn sau đó được giải cứu đến đảo Finland của Bồ Đào Nha. Vụ hỏa hoạn tiếp tục tác động tới ngành công nghiệp ô tô vốn đã bị ảnh hưởng vì hàng loạt vấn đề liên quan tới chuỗi cung ứng như đại dịch Covid-19 hay tình trạng thiếu chip bán dẫn. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên nhà sản xuất xe hơi Đức bị mất hàng trên biển. Năm 2019, khi tàu Grand America bốc cháy và chìm trên Đại Tây Dương, hơn 2.000 xe sang, bao gồm Audi và Porsche cũng bị chìm theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ ấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé!